Xin chào các khán giả thân yêu của lịch sử Trung Quốc. Các bạn thân mến, Già Cát Lượng được người đời vinh danh là vạn đại quân sư nghìn đời. Vị thừa tướng này không chỉ nổi tiếng về tài thần cơ diệu toán mà còn có khả năng biện luận sắc sảo, ngôn từ có sức mạnh như ngàn vạn gươm đao. Khả năng tâm lý chiến của Già Cát Lượng lưu truyền từ thời Tam Quốc đến ngày nay càng khiến hậu thế thêm phần khâm phục tài trí con người này. Theo sử sách ghi chép lại rằng, mặc dù biết rõ quần hùng Giang Đông căm hận mình đến tận xương tủy, tuy nhiên Già Cát Lượng vẫn sang viếng tang Chu Du. Điều này khiến ai cũng kinh ngạc. Vậy rốt cuộc, mục đích đằng sau hành động đó của Khổng Minh là gì? Các bạn hãy cùng lịch sử Trung Quốc tìm hiểu ngay sau đây nhé! Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa mô tả, sau trận chiến Xích Bích năm 208, Chu Du nhiều lần dụng mưu không qua mắt được Già Cát Lượng, lại còn bị ông ta chọc tức lộn cả ruột gan, thổ huyết ngửa mặt lên trời mà than rằng: "Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng?" Nói đoạn ngất đi, sau đó qua đời ở tuổi 36. Chính vì thế, nhiều người cho rằng Chu Du bị Già Cát Lượng dùng kế châm chọc, uất khí mà chết. Tuy nhiên, đó là một nhận định hết sức sai lầm. Sự thực là Chu Du chết bệnh trong quân ngũ, hoàn toàn không liên quan đến việc bị Già Cát Lượng chọc tức. Cũng theo nguyên tắc tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung, sau khi biết tin Chu Du qua đời, Già Cát Lượng đã thân chinh lặn lội qua Giang Đông để viếng tang. Mặc dù biết rõ quần hùng Giang Đông lúc này vì cái chết của Chu Du mà căm hận mình đến tận xương tủy, tuy nhiên Già Cát Lượng vẫn quyết dấn thân, thậm chí trong đám tang của Chu Du, ông còn tự lời vịnh một bài điếu tang thấm đẫm nước mắt, khiến đồng ngô từ quân quan đến tôn quyền không ai là không động lòng đau xót. Đến tận thời bấy giờ, lý do vì sao Già Cát Lượng phải cất công và đánh liều tính mạng của mình để sang Giang Đông vẫn là một câu hỏi tạo ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người đọc truyện Tam Quốc. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ sẽ thấy, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có đoạn nói rằng Già Cát Lượng ở Kinh Châu, đêm xem thiên văn, thấy một ngôi sao tướng tình rơi xuống mà nói rằng Chu Du chết rồi. Khi trời sáng, Lưu Bị cho người đi dò thám thì quả nhiên là vậy. Lưu Bị bèn hỏi Già Cát Lượng: "Chu Du chết rồi, bên ấy bây giờ ra sao?" Già Cát Lượng đáp: "Người thay Chu Du thống lĩnh binh quyền chắc là Lỗ Túc. Tôi xem thiên văn, thấy tướng tinh tụ ở phương Đông. Vậy Lượng xin đi Giang Nam một chuyến, mượn cớ viếng tang để tìm hiền sĩ về giúp chúa công." Kết cục đúng như mong đợi. Sau khi khóc tang Chu Du xong, Già Cát Lượng gặp được Bàng Thống và trao cho ông một phong thư, mong muốn ông nếu ở đây không được trọng dụng, hãy về với Lưu Hoàng Thúc. Quả nhiên, sau đó không lâu, Tôn Quyền vốn là người cẩn thận, thấy Bàng Thống sốc nổi, ngoại hình xấu xí thì không ưng, nên Bàng Thống mới từ biệt Giang Đông để về với Lưu Bị, đúng ý nguyện của Già Cát Lượng. Lưu Bị nghe tin Bàng Thống tới đầu quân thì hết sức vui mừng, nhưng thấy ông mặt mũi xấu xí thì thay đổi thái độ, chỉ cho ông làm huyện lệnh Lỗi Dương. Bàng Thống ở đây khoảng 100 ngày, từ sáng tới tối chỉ uống rượu, bỏ bê công việc. Lưu Bị nhận đơn tố cáo thì rất tức giận, lệnh Trương Phi và Tôn Càn đến kiểm tra. Trương Phi hậm hực chất vấn ông: "Tại sao tham rượu bỏ việc?" Thì ông bật cười, lệnh cho nhà lại đem hết công văn trong 100 ngày để cho ông phê duyệt. Chỉ nửa ngày, Bàng Thống đã xử lý hết toàn bộ. Trương Phi liền tạ lỗi và hứa sẽ hết sức tiến cử. Lúc này, Bàng Thống đưa bức thư giới thiệu của Già Cát Lượng cho mọi người xem. Lưu Bị hối hận vì bạc đãi hiền sĩ, đích thân tới huyện tạ lỗi và mời Bàng Thống về Kinh Châu, phong làm phó quân sư trung lang tướng. Bàng Thống với Già Cát Lượng và Tư Thứ vốn là bạn với nhau. Ngoài ra, Bàng Thống với Già Cát Lượng khi hai người còn nhỏ, chị của Già Cát Lượng được gả cho Bàng Sơn Dân. Có sách ghi là Bàng Lệnh Minh, một người anh em họ của Bàng Thống. Người đứng ra chủ hôn là danh sĩ Bàng Đức Công, chú của Bàng Thống và Bàng Sơn Dân. Bàng Thống hơn Già Cát Lượng 3 tuổi, hai người đã thường xuyên qua lại. Trong khi Già Cát Lượng tỏ ra thận trọng, thì Bàng Thống có phần sốc nổi bộc trực, khá tương phản tính cách với nhau.
do Bàng Thống chậm chạp vụng về. Nhiều người coi thường ông, nhưng Gia Cát Lượng hiểu ông và rất coi trọng. Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, Chu Du bị miêu tả thành một nhân vật ghen ghét với Gia Cát Lượng. Ông trở thành nhân vật có lòng dạ hẹp hòi, nhiều lần muốn đẩy Gia Cát Lượng đến chỗ chết. Các bạn thân mến, người đời lưu truyền rằng, trước khi chết, Chu Du đã than thở rằng, trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng? Tuy nhiên, theo sử sách thì tất cả đều không phải sự thật. Chu Du thật trong lịch sử là người có khí phách phi phàm, có tấm lòng khoan dung độ lượng và rất cao thượng. Thậm chí trong di ngôn cuối đời của mình, Chu Du còn khôn khéo nhắc nhở Tôn Quyền về một người nên sớm diệt trừ để tránh hậu họa. Điều này cho thấy sự trung thành và khả năng nhìn xa trông rộng của vị đại đốc này. Vậy lời tiên đoán của Chu Du về đối thủ đáng lo ngại đó là ai? Liệu những gì ông dự liệu có chính xác? Các bạn hãy cùng Lịch Sử Trung Quốc tìm hiểu ngay sau đây nhé! Chu Du là người có chí lớn, phong độ hơn người, cử chỉ đĩnh đạc, được coi là chính nhân quân tử bậc nhất Đông Ngô. Ông đối đãi với mọi người rất khiêm tốn, lễ phép và thường lấy đức để thu phục mọi người. Thời Tôn Sách còn sống, Tôn Quyền còn trẻ và không được các tướng lĩnh xem trọng. Nhưng Chu Du vẫn một mực giữ phép tắc, Trình Phổ lớn tuổi hơn Châu Du và tỏ thái độ bất mãn khi Du có chức vụ cao hơn. Nhưng Du không cầu chấp, bỏ qua lỗi của Phổ khiến lão thần này về sau tuyệt đối khâm phục. Sau trận Xích Bích, Chu Du và người bạn thân Lỗ Túc có mâu thuẫn sâu sắc trong việc chủ đánh và chủ hòa tập đoàn Lưu Bị. Nhưng trước khi chết, đề cử Lỗ Túc thay mình giữ chức Đại Đô Đốc Đông Ngô là việc quan trọng đầu tiên Chu Du viết trong thư gửi Tôn Quyền. Nếu Du là kẻ lòng dạ hẹp hòi, thì thiên hạ ai dám nhận mình rộng lượng? Không chỉ Tôn Quyền, ngay cả Lưu Bị cũng rất khâm phục tài năng của Chu Du. Trong ghi chép của Tam Quốc Chí, Lưu Bị từng nói về Chu Du thế này: công cần văn vở sách lược, vạn người không bì kịp. Trong lịch sử, Gia Cát Lượng chưa từng một lần chọc tức Chu Du, và Du cũng chẳng hận Lượng đến mức thổ huyết mà chết. Một Chu Du được sách sử nhận định là tài trí, đức độ, lại rộng lượng và khí phách hơn người, nhưng lại bị coi là biểu tượng của lòng hẹp hòi, đố kỵ. Tất cả chỉ bởi ảnh hưởng quá lớn của tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa. Đấy quả thực là nỗi oan khuất ngàn năm vậy. Tuy nhiên, Tam Quốc Diễn Nghĩa khi miêu tả trận chiến Xích Bích dường như đã đem công lao quy phần nhiều cho Gia Cát Lượng. Trong khi đó, chiến thắng trong trận đại chiến này thực tế không thể không kể đến vai trò chính của công thần Chu Du. Cũng trong hồi thứ 52 của Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lão Quán Trung đã đề cập tới cuộc đối thoại của Gia Cát Lượng cùng bộ tướng phe Lưu Hiền là Hình Đạo Vinh. Bấy giờ, Khổng Minh nói: Tào Tháo mang trăm vạn quân, bị ta dùng một mẹo nhỏ giết cho không còn mảnh giáp rút về. Bọn người địch với ta sao nổi? Nay ta đến Chiêu An, sao không hàng đi cho mau? Hình Đạo Vinh nghe vậy liền cười lớn đáp trả: trận đánh ở Xích Bích là mưu của Chu Du, can gì đến ngươi mà ngươi dám đến đây khoác lác? Từ đó có thể thấy, không ít người đều nhìn ra công lao to lớn của Chu Du đối với chiến thắng trong trận đại chiến Xích Bích. Sinh thời, Chu Du được coi là bậc lương chủ của Đông Ngô. Ông từng là bằng hữu tốt của Tôn Sách, sau lại trở thành cánh tay phải đắc lực của Tôn. Khi Tôn Quyền kế vị, Chu Du dường như được xem như một vị thần bảo vệ cơ nghiệp của tập đoàn chính trị này. Trước khi qua đời, vị công thần ấy từng để lại một di ngôn cho quân chủ. Di ngôn cuối đời của Chu Du vừa nhắc nhở Tôn Quyền về một nhân vật phải diệt trừ để tránh hậu họa, cũng vừa đưa ra lời tiên liệu phần nào về tương lai Đông Ngô. Về chi tiết này, cuốn Tam Quốc Chí trong phần Ngô Chí, mục Lỗ Túc Truyện có đoạn: Chu Du bệnh khốn, Dâng Sớ nói: ngày nay thiên hạ sắp có việc quân, đấy là điều mà Du ngày đêm lo lắng, mong bậc chí tôn mưu nghĩ trước khi có việc, rồi mới vui vẻ sau. Nay đã thành kẻ địch với Tào Tháo, mà Lưu Bị gần ở Công An, bờ cõi gần kề, nhưng trăm họ chưa theo, nên chọn tướng giỏi để đánh dẹp hắn đi. Giang Biểu Truyện cũng có đoạn nói về bức thư Chu Du gửi cho Tôn Quyền khi đang lâm bệnh nặng, trong đó có viết: nay Tào Công tại phía Bắc, bờ cõi chưa yên, Lưu Bị ở Công An, như có nuôi hổ, việc trong thiên hạ chưa biết kết cuộc ra sao. Có giai thoại còn truyền lại rằng, vào năm Kiến An thứ 15,
Chu Du đột nhiên lâm bệnh nặng qua đời. Trong phong thư gửi lại cho Tôn Quyền, ông từng nhắc tới Lưu Bị, cũng tiên liệu rằng người này chưa diệt, Đông Ngô tất nguy. Như vậy, Chu Du trước lúc tạ thế đã nhận định về thế cục sau này. Có lý giải cho rằng đại ý của Chu Du là Ngụy và Thục đều là kẻ địch, chỉ có điều Tào Tháo ở ngoài sáng, Lưu Bị núp trong tối. Mặc dù Tào Tháo mạnh, nhưng Đông Ngô chưa cần lo lắng quá mức, bởi ông ta còn phải tự lo liệu cho mình. Ít nhất ở vào thời điểm chưa hoàn toàn ổn định thế lực của bản thân, Tào Tháo cũng sẽ không hạ thủ đối với Đông Ngô. Nếu Tào Tháo quả thực hạ thủ với Đông Ngô, Đông Ngô cũng có thể lập tức ứng đối, bởi vì Tào Tháo ở ngoài sáng. Tuy nhiên, Lưu Bị thì ngược lại. Nhân vật này chẳng khác nào một con hổ đang thu nanh, ẩn núp trong bóng tối, khiến người khác khó lòng phòng bị. Một khi để Lưu Bị nắm được cơ hội, Đông Ngô sẽ gặp phải tổn thất nghiêm trọng. Cho nên, Chu Du đã đưa ra lời cảnh báo với Tôn Quyền rằng nên sớm diệt trừ Lưu Bị. Chỉ tiếc rằng, vị quân chủ này đã không nghe theo ý kiến của Chu Du. Cũng chính vì quyết định này mà khi lời tiên đoán của Chu Du ứng nghiệm, cơ nghiệp Đông Ngô suýt chút nữa đã bị diệt vong trong tay đối thủ. Không nghe lời Chu Du, Tôn Quyền và Đông Ngô hối không kịp. Chỉ khoảng hơn 10 năm sau khi Chu Du qua đời, thế lực của Lưu Bị đã càng lúc càng lớn mạnh. Mâu thuẫn giữa Thục Hán với Đông Ngô về vấn đề Kinh Châu cũng ngày một thêm căng thẳng, gay gắt. Kết quả là Lã Mông thừa dịp Quan Vũ phát động cuộc chiến tương phản, dẫn quân đánh úp Kinh Châu, giết Quan Văn Trường. Vì sự việc này, Lưu Bị đã thân chinh, dẫn đội quân tinh nhuệ của mình ồ ạt chinh phạt Đông Ngô. Vào giai đoạn đầu của cuộc chiến, Lưu Bị liên tiếp thắng thế, nhiều lần khiến Đông Ngô tưởng như đã bị đẩy tới bờ diệt vong. Nếu lúc bấy giờ Tào Tháo lại thừa dịp tiến đánh cơ nghiệp của tập đoàn chính trị này, rất có thể sẽ tan tành trong chốc lát. May mắn rằng Lục Tốn đã dùng hỏa công thiêu cháy trận doanh của Lưu Bị, giành thắng lợi về tay Đông Ngô. Dù cơ nghiệp của tập đoàn chính trị ấy không bị hủy dưới tay Lưu Bị, tuy nhiên điều này đã chứng minh rằng việc Chu Du nhắc nhở Tôn Quyền sớm diệt trừ nhân vật này là hoàn toàn có cơ sở. Bởi lẽ vị công thần của Đông Ngô từ sớm đã nhìn ra năng lực đáng gờm từ một đối thủ như Lưu Bị. Các bạn nghĩ sao về tầm nhìn và tài năng của Chu Du? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!